tiếp tục kéo cả nhà. Giờ này chim đi ăn về tổ rồi cả nhà. Ôi tôm càng kìa, ôi tôm càng chà bá luôn, cái càng chà bá luôn, 3 gram 4 gram á trời. Tiêu ăn cơm bự luôn hả? Trời mình cơm bự luôn, cơm này nắm sụ chạy luôn. Đậm đi muối dành. Sao mà chụp tạo là sao đi về không? Đã. Chết đi đậu nha. Mấy con cá liềm kiềm nó nhảy lăng tăng luôn cả nha. Quá trời cá liềm kiềm luôn. Rồi không lại nó. Đây nè cả nhà, bên đây có cái chú đang đi te bộ nè. Đẩy te cũng giống như mình nhưng mà đi bằng động cơ sức người. Kẹn lại rồi mấy chú đẩy sát mé luôn. Có rút cá cơm rồi vô. Chú kéo lên nè. Chú có gì nè. Đi dần 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 lái biển. Dân miền Tây. Mấy chú này cũng có coi kênh của mình này. Trời chỉ mưa tới luôn rồi, mây quá trời chắc. Chuẩn bị nấp mưa luôn cả nhà ơi. Qua cơn mưa này rồi đi te. Mưa không cha? Chẳng bay mà còn gió rồi. Thank you.
kéo luôn cả nhà ơi. Ôi tôm. Ê, cắt cắt các bạn. Rác dưới người ta. Con cá dồ đó nè. Này thấy cá dồ này. Dính này. Này cha thay lưới cái lỗ nó nhẹ đi nó nhanh bắt cá đối cá dồ rồi đó cả nhà. Mà không có hay sao? Có mấy con cá dồ. Mấy con cá đối. Dồ mini. Dồ đây. Không có vô bầy gì hết á. Cá phèn. Cả nhà ơi. Có gì không đây? Đây te không có đi xuống dưới cả nhà, nãy thấy dông quá. Người quỳnh lên đây te. Ôi tôm càng kìa, con tôm càng chà bá luôn, cái càng chà bá luôn. Con đó còn 3 gram, 4 gram á trời. Ôi tôm càng kìa, quá trời luôn kìa. Ôi ơi, cà phê. Ôi con tôm càng chà bá luôn kìa. Mấy cái râu à. Cái càng à. Ô chà bá lửa luôn. Tôm càng. Tôm càng đây. Con này bị gãy hết càng. Càng. Cái gì vậy? Bom mình vậy? Bom nguyên tử. Nổ không vậy? Tôm càng chăng? Đây, tôm càng. Có cá phi luôn. Để trên đây có cá phi luôn rồi cha. Cá phi biển. Càng đây. Có một càng hay chưa? Ôi, cái càng chà bá luôn kìa. Cái tôm càng. Tôm càng, tôm ở chà bá luôn. Cách cung luôn. Quá đã cả nhà. Xanh lè luôn. Vô thùng. Vô 4-5 con á.
được 5 con tôm càng á nha. Rồi tiếp tục kéo cả nhà ơi. Giờ này chim đi ăn về tổ rồi cả nhà. Giờ cũng 6 giờ rồi đó. Cá gì vậy anh em? Tôm càng không? Ồ, cá phi cả nhà. Cá phi biển. Nói chứ cá phi này nó ở trong cái kênh nước ngọt á. Còn nó chạy ở đây. Không phải là cá biển đâu, cá phi thì nó không có sống ngoài biển được. Chắc này không biết còn tôm càng không đây. Có nè, tôm càng nè. Một con. Càng cũng nhiều mới cả nhà. 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con, dưới đây nhiều hơn. 8 con. Đây là chắc. 9 con. Kéo cái nữa luôn cả nhà ơi, trời cũng tối rồi. Này chạy tới ngay cửa biển nhà mình luôn, te xong chạy vô luôn, kế bên gần luôn. Xem mấy nhát này có tôm càng nữa không đây. Bây giờ thì mấy cái ghe mà đánh bắt gần bờ cũng neo đậu ở đây rất là nhiều luôn cả nhà. Ghe rập, ghe câu, ghe cào đồ đó. Ở đây đi thì ngắn cái đường, cái đoạn đường đi nó ngắn đó nha, nên là cũng nhanh kéo lắm. Ui, có phi nữa rồi cha. Nãy giờ hai con luôn hả? Nãy giờ 4 con rồi đó. 3 con. Rồi 3 con có phi luôn. Nãy có cá phi biển. Mình nói vui 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 thôi cả nhà. Cá phi này trong cống ra hay sao? Trong mấy cái kinh nước ngọt đó, nó đổ ra. Ở qua đây thì ngoài sông nước mặn. Nó gặp nước mặn thì nó bu lại cục phải sao? Cho sổ đục ra coi xem mày có tôm càng không cả nhà ơi. Cá phi đây. Ô cá phi bự, cũng bự lắm á.
cỡ này ăn là ngon lắm rồi. Tôm mà cha, tôm mà cha. Tôm càng một con. Dạ. Dạ. Hai con. Cho con em đang neo rồi cả nhà ơi. Giờ chuẩn bị bắt mớ tôm càng, nấu hủ tiếu ăn ăn tối. Đi là lúc 10 giờ 11 giờ sáng nha. Bây giờ mới ăn. Neo rồi. Rồi, nấu đồ ăn cái tính tiếp cả nhà ơi. Có thật mới giật được đạo. Rồi, giờ cho bắt mớ tôm càng nãy ra được nhiêu đây. Con cho vớt cái thử cái nhiều không chưa? Bự mới có tiền cao hơn nha. Em xử lên luôn hả? Không có oxy chết rồi. Không có oxy chết rồi. Thử luôn. Lâu lâu mình lại tẹt đi tâm càng nữa. Nấu tiếu rồi chưa? Thôi lụm. Chắc dữ mới lên luôn. Tôm này thường thường bán nhiêu ký chưa? Tôm sinh niên mà không biết bán nhiêu ký vô. Tại ghe mình cũng ít khi đe tôm càng này nữa nên không có biết giá nữa. Tôm sông nghe nó mắc lắm á. Tôm nuôi thì rẻ chứ tôm sông mà thiên nhiên là mắc lắm. Mấy trăm ngàn cũng
Rồi cái nhà tôm chín rồi, giờ cho gấp tôm ra rồi nấu cái nước khác ha. Mình lấy cái nước nấu cái nước khác nấu hủ tiếu cho ngon ha. Tôm đã chưa? Quá đã rồi. Gạch không. Càng chà bá luôn. Ủa sao càng nó còn màu xanh ta? Màu xanh chín chưa cha? Để nước khác cho nấu cho nó cái nước hủ tiếu cho nó đậm vị. Tại con tôm nãy nó cũng có dính bùn hả cha? Sợ rửa không sạch đó, nó bùn. Cha đậm thêm chén nước chấm nữa, chấm với lại tôm càng xanh, nước chấm thần thánh. Quá đã rồi. Chà bẻ mấy cái càng bỏ vô sợ nó không chín, bỏ vô càng bự không à, phải sải. Rồi chín rồi cả nhà, nhà cho cúng cái cho cha trước kia xíu nữa, trước nữa mình nấu mình lên mình ăn. Đây nấu hủ tiếu tôm càng nè, mời mấy ông về ăn. Ngộ mấy ông ơi, tôm càng có trứng luôn nè. Quá ngon luôn. Tôm gạch. Hủ tiếu tôm càng. Mấy cái càng. Cái tối làm tô hủ tiếu thôi. Ủa cái càng này nó có cái râu nó đen đen là sao cha? Cái râu này tôm càng bự gì biết đâu. Nhưng mà nó không phải sình đâu cả nhà. Nó có râu của nó. Cái râu của nó hay sao? Lòng của nó. Đây. Đây chào cả nhà. Nay mình đi ra có tôm càng nấu tô hủ tiếu mà cả nhà dùng với cha con mình cả nhà. Rồi xin mời nhà ăn hủ tiếu tôm càng với cha con em luôn nha. Thôi mày chai cả nhà thưởng thức luôn. Quá đã luôn. Kiểu nồi gian. Để ăn cơm ăn. Để ăn cơm bự luôn. Cơm này nắm sụi chai luôn. Vạch chưa? Thiên nhiên có khác à. Cảm như nó chấm nè. Cảm như muối dành. Ngọt. Thiên nhiên có khác hả cha? Ngọt luôn. Gói. Ồ, quá đã. Chán nó bụng quá. Ôi con này nó có gạch ở bên trong rồi cả nhà. Đó lẹ luôn nè. Cay cho làm ướt cay. Ba chớt. Hai trái. Hai trái rồi. Chết rồi. Cái này biết thiếu gì không cha? Không. Cái này biết thiếu gì không? Vài cốc. Vài cốc rượu.
nay thì mấy chiếc kia đe lên cũng nói là không có đồ cả nhà. Lúc chiều cha con em thấy dông quá nên là giờ không đi té thông càng luôn. Lâu lâu the có tôm ăn ngon. Con càng này cũng phải là tùy theo mùa ha. Con cơm này mới có bổ gì không. Cơm này nó cũng đi theo mùa cả nhà. Có mùa có mùa không á. Trứng này không cần. Đây con tôm lục lọc coi. Tôm lột ăn vỏ luôn à? Luôn. Cái vỏ nó mềm. Quá đã. Qua trong cái ca cơm. Cơm gì vậy? Qua trăm thắt á. Làm ngàn chứ. Chấm nhỏ. Nhỏ chấm một làm cái cạn đó cha, thử cái thịt nhiều không? Cạn không như đó một thịt dữ lắm á. Bẻ cái mình rút nguyên cục thịt nó ra luôn. Ủa, rút, không thấy rút được. Chắc mà, chắc mà không? Chắc chả bá nè. Như càng tôm càng Alaska vậy ha. Có nó ăn nãy rồi. Như cũng xích gì. Thật cũng dễ. Càng thật cũng dễ. Tôm này ăn tôm càng ngán luôn. Con này gạch hả cha? Con này có gạch son mà chúng ta gạch son đi về không? Đã, nó phải đau béo quá. Chăm miếng mướt vô. Gạch chả bá lỡ luôn. Son không luôn. Được cả nhà. Tức. Béo mà. Béo béo chua chua. Cảm giác sao cha? Vậy sao? Béo béo chua chua hả? Béo béo nhìn béo. Nhìn sao chua vậy hả? Tôm càng này có khu đỏ hả? Khu đỏ phái tôm lắm. Khu đỏ giờ làm công nhân rồi cả nhà. Làm
làm công ty á. Sáng 7 giờ mấy 8 giờ gì đó là đi, rồi chiều 4 mấy 5 giờ thì về. Đó thì mày có nhà cho tung tàn gạch luôn. Con mặn ngồi quá. Giờ em vô ăn với cha luôn cả nhà. Nó bụng mà thấy cha ăn thèm quá trời luôn. Kia nó vô quá trời á. Cũng quá trời cho. Em không. Cái cạn nó chưa vô được. Còn vô. Nó đó.